Duy Nguyễn, CEO BBT, nổi tiếng bậc nhất trong cộng đồng streamer, đã quá quen trên các kênh truyền thông với khả năng chém gió thượng thừa, blog nhiều màu sắc với đa dạng nội dung hữu ích. Với một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, Chim Chúa đã có dịp thể hiện khả năng hùng biện, review sản phẩm trước tập thể bạn bè quốc tế, cụ thể là giám đốc RP Nutrition cũng phải gật gù thán phục. Xin chào mấy em, hôm nay là anh đang đến ở công ty RSP. Đây là một người bạn rất tốt tên là Alex. RSP Vietnam, nice to meet you. We're gonna have a great year. Try our products out. Những cái chuyện làm ăn, những cái chuyện sản phẩm này nọ, hợp đồng này không bàn. Đó. Anh hôm nay rất là vui được tập luyện với team của RSP, đúng không? Thấy không? Nó làm việc này nó rất là khổ cả ngày, nhưng mà cuối giờ vẫn ra vượt cao, vẫn ra tập luyện. Đó là gì? Gym phục vụ cuộc sống. Và trong năm 2020 này, hứa hẹn sẽ có rất là nhiều sản phẩm của RSP, của những chính sách cũng là kích thích người tiêu dùng, và đặc biệt là hỗ trợ cho fan hâm mộ của Duy Nguyễn cũng như là của THOL. Từ bao năm qua nghe sản phẩm sẽ gọi là offer cho các bạn, mà nói chung á là ngày mai còn ăn nhậu nữa, nha. Thiếu anh một chầu kinh rap nha mấy em. Ở qua đây á là anh nói là ăn chùa, anh thích nhất là hải sản của Mỹ và hải sản Florida, và hôm nay là trên đây là chào mấy em, hôm nay anh có một buổi trải nghiệm tại phòng tập của RSP. Đó, trên tay anh là được cái đồ cho mấy em, được tặng một cái sản phẩm mà nó cũng nó giống như Lean Body vậy đó. Sau tập thì uống nha, nó cũng rất là ngon. Nói chung anh qua đất Mỹ này nè, thì ăn chùa, ngủ chùa, tập chùa không à mấy em. Thông cảm nha, có sale đứng sau lưng hơi cứng, nó chịu tự nhiên. Cái đất nhà anh cái là nãy giờ banh móc rồi đó. Ngon lắm mấy em, mốt anh bán nha, nhớ mua nha mấy em. Ủng hộ hàng này là uống sau tập nó giống như Lean Body vậy đó nha. Bye bye. Xin chào các bạn đến với phòng hội nghị của công ty RSP. RSP ngày hôm nay là như đại não RSP từ kho tới các văn phòng làm việc, các ban ngành toàn thể, các cán bộ lão thành, rất là nhiều đơn vị, trong đó có những cô gái rất là xinh đẹp nha các bạn. Cô gái rất xinh đẹp, và điểm chung á ở cái RSP này á mà anh cảm nhận được á, đó là một công ty năng động, trẻ tuổi, nhiệt tình, đầy khát khao, đầy hoài bão để chinh phục cái gì? Thị trường thực phẩm bổ sung. Đó, sao thì làm việc ai cũng tập gym với mấy em, nó giống ai? Nó giống anh nè, nó giống anh mà sao thì tập luyện tập gym, anh không có mang đồ đó, được tặng cái quần đó, được tặng cái áo, bây giờ thành team RSP luôn rồi. Và trên đây là những cái sản phẩm, những cái label mới của sản phẩm RSP. Đây là những cái label cũ đó, nó sẽ trong năm BBT sẽ chuyển đổi label và cũng nhập thêm nhiều sản phẩm của RSP nữa. Để nâng cao gì? Nâng cao cán cân thương mại Việt Mỹ trong sản phẩm nâng vòng cao mới. Anh nói rất là nhiều lần rồi phải không? Đây là một cái sản phẩm TrueFit nha. TrueFit label mới. Cái này á hồi nãy uống rồi, rất là ngon. Nó sẽ thay thế cho Lean Body. Đó, mà nó có được cái gì? Nó vừa được protein cực kỳ chất lượng, con bò này như bò Kobe vậy đó em. Bò Kobe, ok, đúng không? Con bò này mà rất là xịn, mà sao nói trong vlog sao? Còn ở đây là nhà người ta mình phải giữ trẻ nha. Coi nhà người ta giữ ông chủ như ba. Đây, rồi cái này là hũ bự, đây hũ này là tiết kiệm nha mấy em. You guys think of the truth? Đó, nó sẽ tập la chưa? Chưa. Tugen thần thánh dành cho sinh viên. Đó, mấy em nào mới mớm á, uống cái này vô rồi đóng tiền tập gym ở BBT là bảo đảm đẹp lắm. Một ngày nào đó anh dẫn qua Mỹ chơi với RSP nha. Anh sẽ nói với RSP rằng đây là khách hàng thân thiết của BBT nè. Những người này đã tin dùng sản phẩm của RSP đó để làm cho sản phẩm của RSP nâng cao thêm cái sale ở Việt Nam. Mày biết không? Thằng Dubai nhất là cái gì nói cho nghe. Anh thằng Dubai nha. Không có bay mà tự nhiên giờ nó bay tự ái luôn á. Rồi, quá trời luôn. Và sau đây là sản phẩm Collagen. Có bán hay không thì biết. Nhưng mà uống collagen vô đó rồi tóc này không? Tóc này, da mặt nè. Đó, da là đẹp như ngọc trinh vậy đó em. Không có rẻ đâu nha. Nhưng mà anh sẽ offer cho tụi em, bán rẻ cho tụi em, để tụi em xài cái tập gym mà nổi mụn là thua nha. Giá hàng như đây thôi nha mấy em. Còn gì nữa không ta? Còn nhiều lắm em. Amylolin. Oh yeah. Đây. Amylolin.
Ông nhắc nhắc bài đi, thấy ghê chưa? Cháu chồng bích của ông nhắc đó. Dữ lắm, trẻ tuổi mà lanh lắm em. Anh tưởng anh như Nguyễn Lanh rồi. Mấy bạn ở đây còn lanh hơn anh nữa. Đây, Amanolin sẽ có rất là nhiều mùi. Amanolin nha, là sản phẩm gọi là bán chạy nhất trên thế giới. Wow. Nó là cái gì nữa? Nó là re-workout dành cho phụ nữ top 1 hành tinh luôn. Trời ơi, nó sắp nó chứng. Bởi vì anh thích này đó. Anh đi qua tao Mỹ anh cũng cầm thằng này. Mà thằng này á, nó là nhãn mới em. Nhãn mới. Nhưng mà nhãn mới thì về Việt Nam phải cho đi học. Đó, cho đi học. Thì trong thời gian mà thằng này đi học á, thì sẽ bán sản phẩm cũ. Đó, sản phẩm cũ nè. Cái này á, là biết sao? Tại vì anh làm ăn lớn lắm em. Thì á, bây giờ là đối tác RB là sản xuất riêng. Sản xuất riêng luôn cái loại này cho BBT. Đúng không? Duy trì ở thị trường Việt Nam. Rồi sau đó cập nhật qua cái này. Sau đó cập nhật qua cái này. Nghe. Ghê chưa? Mình thấy sao đâu mới nghĩ em. Hiểu chưa? Nói là tụi em cứ ủng hộ kinh dùng sản phẩm của BBT đi. Chuyện làm ăn để làm lo. Tụi em cứ việc xì tiền. Và đây là RB nghe. RSB. Nói anh mà sẽ tặng cho em. Tụi em mình lắc đây. Mình lắc đây. Rồi một tràng có tay Just Be Việt Nam đi mấy em ơi. Cái gì còn nữa hả? Giới thiệu quảng cáo nữa hả? Đâu, trời ơi cái này nè. Cái này là trà. Trời ơi mấy ông ơi, bắt quảng cáo ghê vậy. Cái này là trà. Trà này nói chung là nó thanh lọc cơ thể. Rồi nó giảm cân. Rồi nó tạo năng lượng cho một ngày. Giống như em buổi sáng tôi uống cà phê, tôi uống trà nó xịn lắm em. Cái này nó đặc biệt lắm, nãy muốn thử rồi. Trời ơi coi trời trong người cũng sung lắm. Nè, sản phẩm mới. New product. What's up, Vietnam? This is Vic Davanzo, the CEO of RSP Nutrition. We're here celebrating our exclusive distribution agreement with BBT. They've been so kind to make the long voyage down here and meet with us. We're very excited about what 2020 has in store. Again, we're an exclusive partnership. We can't be more excited. Very important to us that we know our partners and that they're treating our products with the same quality and care and integrity that we do. And sure enough, we believe in this venture. We're behind it 100%. And you can only get your RSP products in Vietnam from BBT. Chào mấy em. Đây là CEO của công ty RSP. Và ngày hôm nay thì Duy Nguyễn và công ty RSP đã nâng tầm đối tác lên một cái tầm cao mới. Và trong năm 2020 và những năm tiếp theo thì BBT sẽ phân phối thêm nhiều hàng hơn, nhiều sản phẩm hơn của RSP với một cái chất lượng dịch vụ cao hơn. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay công ty BBT với RSP cũng có một cái hợp đồng đặc biệt cho một dự án đặc biệt. Và sau này thì tất cả các bạn ở Việt Nam sẽ biết. Còn đây là Alex, đã người làm việc với công ty BBT cũng rất là lâu rồi. Hello everybody in Vietnam, I'm Alex, I'm the VP of Global Business Development at RSP. I've been working with BBT for the past 3 years and I can honestly say this is a great partnership. We trust fully in them. We're very excited about our future in Vietnam. Like our CEO Vic Davanzo said, where you can get all of our exclusive products only from BBT. Các bạn thấy không? Team của BBT rất trẻ và team của RSP cũng rất trẻ. Ba người, một cái team rất trẻ các bạn. Cùng nhau hợp tác một sự thành công cho thương hiệu RSP ở Việt Nam. RSP Vietnam. Like Việt Nam, love Việt Nam. Chém gió tuy vui, nhưng mục đích và kết quả cuối cùng là thật với bản chất thương mại rõ ràng. Triết lý kinh doanh mà Duy Nguyễn áp dụng rất thành công trên mọi phương diện từ offline tới online. Lần này chỉ mới review khởi động, Chim Chúa đã mang về hợp đồng triệu đô kết thâm giao với đối tác quốc tế. Chưa kể, còn là động thái thúc đẩy cán cân thương mại Việt-Mỹ. Người con đất Việt nỗ lực thực hiện những chữ nhất của đời mình. Những điều chém gió tuy nhỏ bé, nhưng đối với Duy Nguyễn lại đúc kết trở nên thật phi thường. Cái chất không thể nhầm lẫn với bất kỳ giám đốc nào trên mảnh đất hình chữ S thân thương với niềm kiêu hãnh tự hào hai tiếng Việt Nam. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.